xin giới thiệu với cả nhà nhé. Shop bên nhà mình hôm nay tiếp tục về được hai mẫu kéo cắt cành thép đúc tỉa răm nguyên khối như này các bạn ạ. Đây, một cái kéo của nó được đóng gói như này các bạn nhé. Hàng thương hiệu đấy, nên là các bạn cực kỳ yên tâm. Các bạn có thể check mã vạch để kiểm tra xuất xứ nhé. Hàng 100% cam kết của Nhật chính hãng. Đây là một cây kéo như này. Các bạn có thể xem hôm nay nó có hai mẫu. Một mẫu cây béo, cây này gọi là cây kéo cắt cành. Đấy, các bạn nhìn này, cây kéo này, nó là khắc chữ Made in Japan cực LED. Mình có thể bỏ ra cho các bạn xem nhé. Hàng được làm được hoàn toàn bằng thủ công, bằng tay, rất là tinh xảo. Bác nào có nhu cầu mua một cái cây kéo thép đúc này cứ inbox cho mình. Khi mua một cây kéo này, các bạn được tặng kèm một lò xo chữ V như này. Đấy, một cái lò xo như này. Và một cây mẫu thứ hai đây nhé các bạn nhé. Mẫu thứ hai. Bạn nào có nhu cầu mua cứ inbox cho mình nhé.